Bên kia của ai? Bên kia cùng có nhà của bả luôn nhưng mà cho thế này thôi. À vậy hả? Nãy nói là cho thế này. Ok thế nào? Ok thích thuê nhà này không? Đấy. Hello everyone, bây giờ mình đang đưa Ricky đi tìm nhà để mà thuê ở nha mọi người. Bây giờ là gần Tết Nguyên Đán, ngay Tết của đất nước mình. Thì mình có lẽ thì ra Tết thì mình sẽ, nếu mà về quê vào lại đây để sống và làm việc thì có lẽ mình sẽ cần một ngôi nhà mới, một ngôi nhà riêng để cung cấp bệnh viện mọi người. Nhà mà mình đang ở và quay lên cho mọi người xem chỉ là một nhà của anh chị thân thiết của mình. Nhưng mà mình ở đó thì mình công việc của mình thì rất là gây khó chịu nha mọi người, tại vì nuôi mình chăm sóc rất là nhiều bài khỉ, giải cứu rất là nhiều bài khỉ mà mang về như vậy thực sự là rất là bận và rất là phiền cho anh chị của mình, gia đình anh chị mình thì rất là nhiều trẻ nhỏ nữa nha. Thì có lẽ thì sáng năm nếu mà mình vào đây làm việc thì mình phải thuê một ngôi nhà mới cho mình và cho các bài khỉ. Sau tới thì mình sẽ cùng Rocky về quê để ăn Tết Nguyên Đán. Quê mình thì cách đây tầm hơn 600 km. Bây giờ thì mình đang đi tìm một ngôi nhà để chuẩn bị đấy mọi người, chuẩn bị mà nếu sang năm vào đây làm việc thì sẽ ở luôn cho khỏe đó. Tại vì mình cũng muốn làm việc ở đấy, vì làm việc ở đấy thì mình mới có thể là giải cứu được nhiều bài khỉ nha. Tại vì quê mình thì chỉ có đồng bằng và nước ruộng nên không có động vật hoang dã là khỉ đâu mọi người, nên không có săn bắt đâu. Đây là vùng miền núi nha, nên thực sự mà nói thì người đồng bào miền núi thì săn bắt khỉ rất là nhiều. Và mình thì yêu thương tất cả các bầy khỉ nên mình có lẽ mình sẽ vào đây làm việc để mà nếu có cơ hội thì mình sẽ giải cứu thêm được rất nhiều bầy khỉ nha. Chào, mình xem nhà nào, xem nhà thử ổn không nào. Đây là phía bên ngoài của ngôi nhà đấy mọi người. Mình sẽ suy nghĩ xem thử là ngôi nhà này có vui là để mình phù hợp với cả bệnh viện nha. Mình muốn thuê một ngôi nhà có sân vườn cho cả bệnh viện chơi, có gãy cối cho cả bệnh viện chơi mọi người. Thế không nào thế? Đồng ký thích nhà này không? Để thuê nào. Đồng ký thích đâu nào?
Rocky mà không thích, không phải có cái cõi là Rocky không thích rồi. Đi về nha, về suy nghĩ xem từ đấy nha. Chuyện không thế. Mình mới cùng Rocky đi xem nhà về nha mọi người. Mình đang tìm một cái nhà thật là thích hợp, đặc biệt là có sân vườn và cái cảnh cái cối để cho các bạn khỉ có thể leo trèo và vui chơi nha. Bây giờ mình đang pha sữa và cho Rocky uống. Thả Rocky đi với mình thì chắc về cũng đói bụng rồi. Mình mới mua một bình sữa mới cho Rocky đây mọi người. Sao vậy? Sữa mới con uống quen à hay sao? Sữa mới uống quen à? Sao? Sữa mới uống quen hả? Hay sao? Ấm mà còn nóng đó. Sao mình mới đổi sữa mới cho Rocky đó mọi người? Chắc Rocky vẫn ngủ chưa quen cái dòng sữa này. Hay là bên sữa mới nên cái nụm vụ nhỏ. Ok. Uống đi. Sao không đòi sữa à? Không đòi bụng à? Không đòi bụng hả? Đây nè. Đòi bụng không? Vậy sữa này thì Rocky cũng không quen rồi mọi người. Để mình thử đổ qua một cái bên mà bên cũ mà Rocky hay uống, xem thử Rocky có uống không nha. Chắc tại vì bên này lùm vui nhỏ lúc đi bụ mệt đó. Để mình thử nha mọi người. Ngủ hả? Là mọi người mình mới đổi sang cái bên sữa mà Rocky hay uống này mọi người. Bên sữa này thì mình cho Rocky uống được ép quýt cà rốt nên bên hơi hơi có một màu khác nha. Tại bên sữa quen thuộc hả hay sao? Ôi dạ. Đời sáng bên này thì bụ Rocky uống rất là nhanh đấy. Bên kia chắc Rocky bụ uống được hả hay sao? Nhưng mà bên này thì mình cắt nụm nên Rocky bụ nhanh thì dễ sạc sữa lắm mọi người. Thôi nha. Sao uống nữa không? Lúc kia nó rồi để mọi người. Nó chứ nè. Đây ngồi đây. Đây này, đây 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 đây. Đây uống được không? Nên đấy. Đang uống những nguồn sữa nữa hả? Ốm đi, ốm bên sữa đi. Ngủ trưa nha Rocky. Sáng giờ buổi đi tìm nhà cũng mệt rồi á, ngủ trưa thôi nha. Ngủ sữa rồi, nó bụng rồi, ngủ trưa bổ. Nè nè. Sao? Sao? Ủa được không? Rocky đang bị sảy đây mọi người. Mai thì mình sẽ đi mua một cái bột nhé. Cái bột để mà hay trị sảy cho các trẻ em nhỏ đây mọi người. Mình sẽ khóa cho Rocky nha. Bộ sữa này không nào, để bộ đưa cất nha, bộ cất bên sữa nha. Đây. Đây, cậu uống nào.
Thôi ôm lại, ôm Lâm đi. Ôm mày đi nha. Ngủ đi chiều vậy bộ chó. Nó được cái. Và lại dòng sữa này lúc kia vẫn chưa quen là mọi người. Mình mãi mình đi đổi lại cái dòng sữa cũ cho Rocky nha. Mình nghĩ là dòng sữa cũ Rocky cũng không có thể phát triển được nếu mình đổi dòng sữa mới từ đấy mọi người. Nhưng mà dòng sữa mới thì Rocky chắc có lẽ cũng chưa quen. Cười lên nào, mặt cái nào cũng nhắn nghịch vậy. Cười lên. Cười lên, cười lên. Xin lỗi, xin chào. Hello everyone. Rocky, hello everyone. Mọi người đi chơi nha, bộ ngủ tí nha. Khi nào bộ ngủ thì nằm chỗ đấy nha. Nằm chỗ bên bộ nha.